Câu 1. Định m để hàm số động biến, nghịch biến trên miền xác định. Câu A. Y bằng mx cộng 3m cộng 4 chia cho x cộng m động biến trên miền xác định. Câu B. Y bằng 2 trừ m nhân cho x cộng 7m trừ 8 chia x trừ m nghịch biến trên miền xác định. Giải. Câu A. Tập xác định của hàm số D bằng r bỏ đi trừ m. Ta có y phẩy bằng m bình trừ 3m trừ 4 chia cho x cộng m tất cả bình. Yêu cầu bài toán, suy ra y phẩy lớn không với mỗi x thuộc miền xác định D. Suy ra được m bình trừ 3m trừ 4 lớn không. Vậy, m bé hơn trừ 1 hoặc m lớn 4. Câu 2. Định m để hàm số. Câu A. Y bằng 1 trừ m nhân x cộng 2m cộng 10 chia x trừ m động biến trên miền 19 đến dư vô cùng. Câu B. Y bằng 9 trừ m nhân chia x trừ 4m cộng 24 chia x trừ m nghịch biến trên miền trừ vô cùng đến 1. Giải. Ta có tập xác định. Câu A. D bằng r bỏ đi m. Y phẩy bằng m bình trừ 3m trừ 10 chia x trừ m tất cả bình. Yêu cầu bài toán, suy ra y phẩy lớn không và m nhỏ hơn bằng 19. Suy ra được là y phẩy lớn không tức là m bình trừ 3m trừ 10 lớn không tức là m bé hơn trừ 2 hoặc m lớn 5. Kết hợp với lại m bé hơn bằng 19 thì giao lại. Ta sẽ được là vậy, m bé hơn trừ 2 hoặc m thuộc cái khoảng là m lớn 5 bé hơn bằng 19. Câu 3. Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu. Câu A. Y bằng m chia 3 x mũ 3 trừ m cộng 2 x vuông cộng m x cộng 1. Câu B. Y bằng m trừ 7 chia 3 x mũ 3 cộng m x vuông cộng 2 m x trừ 9. Giải. Câu A. Tập xác định D và R. Ta có y phẩy bằng m x vuông trừ 2 nhân cho m cộng 2 x cộng m. Yêu cầu bài toán, suy ra được là m khác 0 và delta lớn 0. Suy ra m khác 0 và delta đây là m cộng 4 lớn 0. Vậy vậy là m lớn hơn trừ 4 và m khác 0. Câu 4. Tìm m để hàm số. Câu A. Y bằng x mũ 3 trừ m x vuông cộng m bình trừ 6 x trừ 5 đạt cực tiểu tại x mũ 1. Câu B. Y bằng trừ x mũ 3 cộng 5 trừ m x vuông cộng m bình cộng m cộng 1 x trừ 8 đạt cực đại tại x mũ 3. Giải. Câu A. Ta có tập xác định D và R. Y phẩy bằng 3 x bình trừ 2 m x cộng m bình trừ 6. Y hai phẩy bằng 6x trừ 2m. Yêu cầu bài toán, ta có y phẩy của 1 bằng 0 và y hai phẩy của 1 lớn 0. Do hàm số đạt cực tiểu tại x mũ 1 thì y phẩy của 1 bằng 0 và y hai phẩy của 1 lớn 0. Ta suy ra được m bình trừ 2m trừ 3 bằng 0 và 6 trừ 2m lớn 0. Suy ra được là m bằng trừ 1 hoặc m bằng 3 kết hợp với lại m bé hơn 3. Vậy ta chỉ nhận giá trị m bằng trừ 1. Câu 5. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số. Câu A. Y bằng căn bậc 2 của 2x trừ 1 chia x vuông trừ 1. Câu B.
y bằng căn bậc 2 của 1 trừ 3x chia x vuông trừ 4. Vậy câu A là điều kiện là 2x trừ 1 lớn 0. Ta có lim của căn bậc 2 của 2x trừ 1 chia x vuông trừ 1 khi x tiến về 1 cộng thì nó bằng dư vô cùng. Và lim của căn bậc 2 của 2x trừ 1 chia x vuông trừ 1 chia x tiến về 1 trừ bằng âm vô cùng. Vậy x bằng 1 là tìm cận đứng. Mặt khác, lim của căn bậc 2 của 2x trừ 1 trên x vuông trừ 1 khi tiến về âm vô cùng thì nó không xác định. Và lim của căn bậc 2 x trừ 1 trên x vuông trừ 1 khi tiến về vô cùng thì bằng 0. Vậy y bằng 0 là tìm cận ngang. Câu 6, viết phương trình tiếp tiến tại điểm U của hàm số. Câu A, y bằng x qua trừ 3x bình cộng 4x trừ 2. Câu B, y bằng x qua cộng 3x bình trừ 5x cộng 1. Giải. Câu A, ta có y phẩy bằng 3x bình trừ 6x cộng 4. Y hai phẩy bằng 6x trừ 6. Ta có y hai phẩy bằng 0 để ta tìm điểm U. Ta suy ra được điểm U x bằng 1 và y bằng trừ 1. Hệ số góc tiếp tiến là y phẩy của 1, y phẩy của 0, y phẩy của 1 thì nó bằng 1. Ta sẽ suy ra được tiếp tiến nó là y bằng y phẩy 0 x 0 cộng y 0, tức là y bằng 1 nhân x trừ 1 cộng y 0 là cộng cho trừ 1. Vậy tiếp tiến nó là y bằng x trừ 2. Câu 7, vẽ đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối fx. Câu A, y bằng x qua trừ 3x cộng trừ 1. Câu B, y bằng trừ x qua cộng 3x bình cộng 2. Giải. Câu A, ta có y phẩy bằng 3x bình trừ 3 thì y phẩy bằng 0, ta tìm được x bằng trừ 1, x bằng 1 và ta có bảng biến thiên như sau. Do y phẩy này hệ số trước bậc cao nhất của nó dương cho nên chỗ này dấu cộng và ta đổi dấu liên tục, dấu cộng của tên đi lên, dấu trừ đi xuống và dấu cộng đi lên. Tại x bằng trừ 1 ta tính được y nó bằng 1, tại x bằng 1 y nó bằng trừ 3. Vậy hàm số đồng biến tương phản là trừ vô cùng đến trừ 1 và 1 đến cộng vô cùng. Hàm số nghịch biến tương phản trừ 1 đến 1. Hàm số đạt cực đại tại x bằng trừ 1, y cực đại bằng 1. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 1 và giá trị cực tiểu là trừ 3. Đây là đồ thị hàm số. Từ đây ta sẽ suy ra được cái đồ thị hàm số tuyệt đối. Đồ thị hàm số y bằng tuyệt đối của fx thì cái phần nào mà y nó dương thì phần nào y dương thì ta giữ nguyên, phần nào y âm ta lật nó qua lấy đối xứng qua trục vành. Phần y dương thì giữ nguyên, y dương giữ nguyên, phần y âm ta lấy đối xứng qua trục vành, ta được hàm số y bằng tuyệt đối fx. Câu 8, vẽ đồ thị hàm số y bằng f trị đối x. Câu A, y bằng x trừ 2 chia x trừ 1. Câu B, y bằng trừ x cộng 1 chia x cộng 2. Giải. Ta có câu A, y phẩy bằng 1 phần x trừ 1 tất cả anh phương thì y phẩy lên 0. Và bảo biến thiên, đây có một giá trị không xác định là x bằng 1 chính giữa biến thiên. Do phải dương cho nên là dấu cộng mũi tên đi lên. Và hàm số đồng biến nó phản trừ vô cùng đến 1 và 1 đến cộng vô cùng. Hàm số này không có cực trị. Đây là đồ thị của hàm số. Từ đây đồ thị hàm số y bằng tuyệt đối của x thì đây là hàm số chẵn thì phần nào x lớn 0 ta giữ nguyên và sau đó ta lấy đối xứng qua trục vành. X lớn 0 giữ nguyên và sau đó lấy đối xứng qua trục ui, lấy đối xứng qua trục ui. X lớn 0 ta giữ nguyên, sau đó ta lấy cái phần đó, ta lấy đối xứng ui là ta được hàm số tuyệt đối của f tuyệt đối x. Câu 9, giải bất phương trình. Câu A, 3 mũ x nhân cho 2 lý thừa 5x cộng 4 phần 2 lớn hơn bằng 1152. Câu B, 5 mũ x nhân cho 2 lý thừa 3x cộng 19 phần 7 bé hơn bằng 2000. Giải. Câu A,
thì ta có 3 mũ x nhân cho 2 lý thừa 5 x cộng 4 phần 2 lớn hơn bằng 11 năm 2. Thì ta sẽ suy ra được là 3 mũ x nhân cho 2 lý thừa 5 x cộng 4 phần 2 nó lớn hơn bằng 3 mũ 2 nhân 2 mũ 7. Ta chuyển vế qua thì ta sẽ được là 2 lý thừa 5 x trừ 10 chia 2 lớn hơn bằng 3 lý thừa 2 trừ x. Ta chuyển 3 mũ x qua bên trái và chuyển 2 mũ 7. Chuyển 3 mũ x qua bên phải và ta chuyển 2 mũ 7 qua bên trái. Ta được cái 2 lý thừa 5x trừ 10 chia 2 lớn bằng 3 mũ 2 trừ x. Từ đây ta suy ra được, lấy logia cơ số 2 vế, ta được là 5x trừ 10 phần 2 lớn bằng 2 trừ x nhân logia cơ số 2 của 3. Và ta suy ra được là ta nhân 2 cho 2 thì nó được là 5, nhân cho ta lôi nhân số 5 nhân cái chung thì ta được 5 nhân x trừ 2 cộng 2 x trừ 2 nhân logia cơ số 2 của 9 thì lớn hơn bằng 0. Để ta đặt nhân, tới đây ta đặt nhân tử chung là x trừ 2 nhân tử chung thì nó còn lại là 5 cộng logia cơ số 2 của 9 lớn bằng 0. Vậy x lớn bằng 2. Câu 10, giải phương trình. Câu A, logia cơ số 2 của 7 nhân logia cơ số 7 của x cộng 1 bé 3. Câu B, logia cơ số 3 của 8 nhân logia cơ số 8 của x trừ 1 bé 4. Vậy thì đây ta có câu A điều kiện là x lớn hơn trừ 1 và logia cơ số 2 của 7 nhân logia cơ số 7 của x cộng 1 bé 3, thì cái này nó sẽ ta suy ra được là logia cơ số 2 của x cộng 1 bé 3. Suy ra x cộng 1 nó bé hơn 2 mũ 3. Vậy x thuộc cái khoảng là trừ 1 đến 7. Câu 11, cho hình chấp đều XABC có cạnh bên tạo với đáy một góc 60, tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng XBC. Câu A là AB bằng 2A, câu B AB bằng 2 căn 3A. Giải, ta có AM bằng căn 3 phần 2AB bằng căn 3A và AO bằng 2 phần 3AM thì bằng 2 căn 3 phần 3A. Đây là hình chớp. Tan 60 thì bằng SO chia AO. Ta chia là SO bằng AO nhân tan 60 và bằng 2A. Cái đoạn OM thì bằng 1 phần 3AM và bằng căn 3 phần 3A. Từ đây ta tính được cái khoảng cách từ O đến SBC, nó sẽ bằng SO nhân OM chia căn 2 của SO bình cộng OM bình. Thì nó bằng là 3 căn 13 phần 13A. Câu 12, cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều, tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón. Câu A là AB bằng 2A, câu B AB bằng 2 căn 3A. Giải, câu A. Thì đây ta có cái hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều, thì ta có R bằng AO bằng A và đường sinh L bằng AC bằng 2A. Chiều cao H bằng OC bằng căn 3 phần 2AB, tức là H bằng căn 3A. Vậy thì ta tính được cái diện tích xung quanh nó bằng là BRL, thì nó bằng là 2pi a hình phương. Và ta tính được cái thể tích của nón nó bằng 1/3 diện tích đáy chiều cao. Đáy là đường tròn, nó là BR bình, còn chiều cao của nó là H là căn 3A. Vậy thể tích của nó là căn 3/3 pi a/3.